Sáng nay, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quan Ngân Đồng Tháp đã chủ động sắp xếp cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập. Đáng chú ý là đã giảm 15 phòng, 2 chi cục thuộc sở, 5 phòng thuộc chi cục, tiết kiệm 41 biên chế hành chính, giảm 149 đơn vị sự nghiệp công lập, tiết kiệm 544 biên chế sự nghiệp và đang từng bước thực hiện tinh giản biên chế. Phó Chủ tịch ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng đề xuất nhiều vấn đề như Bộ Nội vụ sớm ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 161 về tuyển dụng công chức viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng, tổ chức các lớp tập quấn công tác tuyển dụng công chức viên chức. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận và cho biết sẽ sớm thực hiện, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp, giao quyền tự chủ cho các đơn vị công lập phấn đấu giảm biên chế 10% theo lộ trình đã đề ra, tăng cường kiểm tra công tác tuyển dụng công chức, viên chức, việc đề bạc và bổ nhiệm cán bộ quản lý. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1, triển khai kế hoạch quý 2 năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, các bộ ngành địa phương tiếp tục kéo giảm sâu tai nạn giao thông trong quý 2, nhất là trong dịp nghỉ lễ sắp tới giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đối với xe ô tô khách, xe tải nặng giảm thương vong do vi phạm quy định về mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy. Phó thủ tướng chỉ đạo xử lý dứt điểm các điểm đen về tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, cấm biển cảnh báo nguy hiểm trên tất cả các điểm giao các đường bộ với đường sắt trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tăng cường kỹ cương đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe. Trong quý 1, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cả nước tiếp tục được kéo giảm 10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Theo thông tin từ cơ quan thú y Campuchia, dịch cúm gia cầm chủng H5N6 đang xảy ra và diễn biến phức tạp tại các tỉnh giáp biên giới với Việt Nam, trong đó có Preven. Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp đã ký nghị ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công điện khẩn yêu cầu ba huyện thị biên giới gồm Tân Hồng, Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống bệnh cúm A H5N1, H5N6, H7N9 và các chủng virus cúm khác có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam. Một số văn bản mới ban hành đáng chú ý. Quỹ ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, nhất là kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác, lập bến bãi tập kết cát sông trái phép. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, các sở ngành liên quan do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi, khảo sát thực tế, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các khu vực mỏ khoáng sản. Ủy ban nhân dân cấp quyền chủ động kiểm tra thực tế tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn quản lý, kiên quyết xóa bỏ bến bãi tập kết cát không phép, và đình chỉ hoạt động bến bãi tập kết chưa chứng minh được nguồn gốc cát. Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế xét tặng giải thưởng sen hồng tỏa sáng blue trắng. Đối tượng xét tặng là những tập thể cá nhân trong và ngoài tỉnh và tập thể cá nhân là người nước ngoài có thành tích tiêu biểu, xuất sắc và có nhiều đóng góp tiền của đất đai, vật chất trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Giải thưởng được xét tặng hàng năm cho đối tượng đủ tiêu chuẩn theo quy định của quy chế này.